nước nào nói tiếng Anh nhiều nhất trên thế giới? À, biết cái này nè. Biết. Ấn Độ đúng không? Ấn Độ. Đúng không? Sao biết là Ấn Độ ấy? Thông minh lắm. Ghê không? Thấy ghê. À, là Ấn Độ à? Ấn Độ. Em chắc chắn Ấn Độ là bao nhiêu phần trăm? 50 thôi. 50 nhưng mà em vừa à. Nó chợt nảy ra trong đầu em thôi. Nhưng em biết chắc chắn là Ấn Độ đúng không? Ừ. Ấn Độ. Bên nhìn thẳng cam. Ấn Độ mà. Ấn Độ. Ấn Độ, Ấn Độ, Ấn Độ nói tiếng Anh nhiều nhất trên thế giới nha mọi người. Nước nào nói tiếng Anh nhiều nhất trên thế giới? Cái gì? Nước nào nói tiếng Anh nhiều nhất trên thế giới? Nước Anh. Không phải. Ủa tao à? Không phải. Nước Mỹ. Không phải mà. Phải Mỹ không? Có phải không? Có phải Mỹ không? Hả? Có phải Mỹ không? Không. Mình nghĩ là không Mỹ chứ. Không phải Mỹ thì là nước nào? Ok Mỹ. Phải Mỹ không? Mỹ. Mình... Canada. Không phải. Canada có nói tiếng Pháp. Hiểu biết thế. Mỹ. Mỹ. Bao nhiêu phần trăm? Phần trăm là phần trăm gì? Đấy là đúng. Bao nhiêu phần trăm á hả? Phần trăm đúng á hả? Mình nghĩ cảm giác nó nhất nhất Mỹ. Cái đầu 80%. 90. Sai. What? Sai. Vậy nước nào? Ấn Độ. Hả? Ấn Độ. Ấn Độ. Tại sao? Cái gì vậy? Cảm giác nó nhất nhất cái đầu. Nước nào nói tiếng Tây Ban Nha nhiều nhất trên thế giới? Thì Tây Ban Nha. Không phải. Tại sao nghĩ Tây Ban Nha? Thì Tây Ban Nha chả nói tiếng Tây Ban Nha, lẽ nói tiếng Tàu. Cũng đúng nhưng mà không phải. Thế thì chịu rồi. Thử đoán xem nước nào đấy đi. Brazil. Tại sao lại nghĩ Brazil? Thì nghe đọc nó thuận mồm thế thôi. À thế à? Thuận mồm á? À, nhưng mà không phải. Úc. Gần đúng rồi. Gần đúng á? Australia. Sai. Phải. Thôi không. Cần gợi ý không? Cần à? Bắt đầu một chữ mê. Mê. Myanmar. Không phải. Mê á. Mê chứ không phải mi. Mê gì? Mê gì? Mê anh. What? Vậy. Cố lên, gần đúng rồi. Mê. Mê gì? Có nước gì mê trời. Không biết. Si. Mexico. Gợi ý thế rồi mai mới đúng. Ồ ha, quên luôn. Nhớ nha, nhớ Tây Ban Nha là Mexico nha. Dạ, dạ, Tây Ban Nha là nói tiếng Mexico, ok. Mexico là tiếng Tây Ban Nha. À, kiến thức mới. Ok, cảm ơn em. Nước nào nói tiếng Anh nhiều nhất trên thế giới? Nước Mỹ. Sai. Nói cái gì? Sai. Nói tiếng Anh hả? Ừ. Việt Nam. Ừ, thế à? Sao lại là Việt Nam? Việt Nam nói tiếng Việt nhiều mà. Em không biết. Có cần gợi ý không? Hả? Có cần gợi ý không? Có. Đây là một nước châu Á. What? Châu Á, nói tiếng Anh á. Đừng bảo không biết nước là châu Á nhá. Không biết hả? Cái gì? Không biết á? Hay là khỏi phỏng vấn đi được không? Bao nhiêu tuổi rồi mà không biết nước nào ở châu Á? Biết thì biết nhưng mà không biết nước nào nói tiếng Anh hết trơn. Mỹ. Nước nào Mỹ? Nhưng mà thôi anh đừng phỏng vấn em mấy cái đó được không? Nước nào nói tiếng Anh nhiều nhất trên thế giới? Anh. Sai. Em có đánh gợi ý cho không? Hả? Em có đánh gợi ý cho không? Đây là một nước châu Á. Em biết không? Không biết luôn. Thì cậu khai nhá. Nước nào nói tiếng Tây Ban Nha nhiều nhất trên thế giới? Nước Tây Ban Nha. Sai. Tại sao nghĩ là Tây Ban Nha? Tiếng nói. Không. Cũng không phải luôn. Thôi đừng hỏi nữa được không anh? Nước này ấy. Chữ mở đầu là chữ mê. Mexico. Sai. Đúng sai rồi. Đúng mà, đúng với bắt tay. Nước nào nói tiếng Anh nhiều nhất trên thế giới? Tiếng Anh. Tại sao em nghĩ được vậy? Em nghĩ câu là trả lời này đúng hay sai? Em nghĩ đúng. Mà nó sai rồi. Chỉ em thôi ạ. Em thử nghĩ một nước khác đi. Cứ ý nhá. Nước này nói tiếng Việt rất nhiều. Em nghĩ Việt Nam nói tiếng Anh nhiều đúng không? Thế á? Em biết tiếng Anh không? Hỏi. How to meet you? What do the name? Thôi hỏi có khác này, coi dễ hơn này. Dễ hơn nhá. Nước nào nói tiếng Tây Ban Nha nhiều nhất trên thế giới?
cũng nhẹ. Sao? Út em hẹp lắm anh ơi. Mày gửi chứ mày. Đứa này ấy, ở đầu bằng sư mê. Sao? Mê ạ? À? Chỉ có mê. Không phải. Chứ nước gì ạ? À? Mê em say đậm. Em biết nước này không? Bây giờ mới nghe lần đầu. Bây giờ biết không hả? Nhớ nhớ, ghi nhớ các cô ghi tâm như này nhé. Ok à. Em tên là gì? Em tên gì? Duyên. Nhìn nó cũng biết có duyên đấy. Nhưng mà cười có thể mà xinh mà. Nhưng mà nhớ là mê anh sẽ làm đấy.